Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Ban Nữ công phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty EBS tổ chức chương trình Ngày Ngoại khóa hè cho con em cán bộ công nhân viên công ty. Chương trình diễn ra tại thành phố Vũng Tàu vào ngày 2 tháng 6 với các trò chơi tập thể dưới hình thức truy tìm mật thư tại từng trạm như vượt rừng tìm vàng, thử tài trí nhớ, mang nước về làng, truy tìm kho báu. Cái đó chắc là chơi truy tìm kho báu. Trò chơi này giúp cho chúng con thông minh hơn, với lại nhanh nhẹn hơn. Con thấy công ty tổ chức cuộc chơi này rất là bổ ích và hấp dẫn, tạo cho các bạn niềm vui mới. Sau các hoạt động vui chơi, chiều cùng ngày, các em đã có những giây phút thư giãn thoải mái khi thưởng thức phim hoạt hình Doraemon, truy tìm kho báu tại rạp chiếu phim thành phố Vũng Tàu.